Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ebook PLC nhanh từ các cái hot tiếng Trung, tức là mình không có hot tiếng Việt đâu. Thì đầu tiên các bạn cần phải có công cụ nhất đó là công cụ để bạn lấy text xuống từ các cái hot tiếng Trung là cái công cụ get.html. Các bạn có thể gõ lên Google để tìm công cụ này. Cái cách sử dụng để mình có đăng bài đăng ở trên cái diễn đàn chưa có mất rồi. Các bạn tìm vào cái từ khóa như này thì sẽ ra bài đăng. Quay về trang đầu tiên của bài đăng thì đây là trang tải xuống, bạn để gõ Google thì thẳng ra. Và phần mềm thứ hai đây cần dùng đó là phần mềm Quick Translator. Video mình đã làm rồi là làm cái công cụ tạo Facebook PLC từ HTML, thì mình sẽ làm hướng dẫn đến bước đó là bạn thực hiện tải chuyện xuống cái tiếng Trung và thực hiện convert, sau đó đề xuất được tạo được cái file HTML mà có tiếng Việt đó. Rồi bạn sẽ thực hiện xem tiếp cái video này để làm Facebook PLC từ HTML đấy, như mình đã có rồi đó. Thế thì các bạn cái tải tool xuống thì cái trang này, cái tool đầu tiên thì bạn có thể truy cập trên cái link ở trên software và cái link Quick Translator mình sẽ cung cấp cho bạn ở bài đăng của video này ngay phần dưới phần giới thiệu của video. Thì đầu tiên bạn phải tải tool xuống, bạn gõ từ khóa đó. Thì nó sẽ ra trang chủ cái phần mềm này, chọn nhấn vào tải xuống. Thì bước tải xuống này mình cũng khá đơn giản, thì nhấn vào đây, nếu như download. Và yêu cầu máy tính của bạn phải có cái môi trường Java Runtime nhé. Đây, chính là khi bạn nhấn nút Start ấy, bạn gõ từ khóa là Java mà có thấy cái thông tin về cái Java như này thì có nghĩa là máy bạn có rồi. Còn nếu chưa có thì bạn phải vào trang chủ của nó. Như này họ thông báo có tải xuống thì bạn nên dừng nhé. Và trang chủ của Java thì bạn nhớ gõ Java này thôi. Thì nó sẽ ra cái trang chủ để tải cái Java Runtime. Bạn gõ từ khóa Java Runtime có nghĩa là Java Runtime Environment, sau đó mình tải xuống và gõ nhất ở trên trang chủ của họ. Đó, bạn tải đi theo phiên bản của bạn. Đây có những phiên bản cho Linux, macOS, Windows và Solaris. Ok, sau đó xong bạn thực hiện cài đặt như bình thường là được, nó chủ yếu nhấn next thôi, thì mình sẽ không dẫn nhiều. Ok, mình tải phần mềm rồi này. Trước đó mình đã tải rồi nên nó sẽ không giống lần tiên, mình sẽ xóa đi một chút. Nhiều tiên bạn tải thì sẽ có một file nhảy thôi và bạn kết thúc vào đỉnh một phần mềm đó. Mới thông báo bạn cài file dữ liệu xuống và nhấn yes. Nếu khi bạn new file, cái đường dẫn thư mục này nó phải không được có tiếng Việt nhé. Nếu có tiếng Việt thì nó sẽ báo lỗi đó là accept denied, đây tức là không thể new được file. Ok, sau khi tải xong nó sẽ không báo cho bạn vừa đăng mạng. Được rồi, hiện tại ở cái phiên bản 1.22 này thì nó hỗ trợ các bạn để xem nó ở ngay tại đây và giới thiệu phần giới thiệu của cái trang download này. Thì đây là những hot hỗ trợ điện thoại trên này, mình cập nhật không nhanh bằng trên bài đăng trên diễn đàn này, và trên diễn đàn này sẽ biết được nhiều link hơn, bạn có thể truy cập bài đăng này ở trên. Mình sẽ cung cấp link của bài đăng này ở video đó. Nhà đây có các cái thông tin về phiên bản này rồi các hỗ trợ và cái bài hướng dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện tải trên một hot tiếng Trung. Đây bạn sẽ mình sẽ chọn cái hot auto đi, có cái hot tự động và hot manual. Thì mình sẽ chọn được cái hot trang web 3. Okay. Bạn sẽ cần trang này thêm một trang chuyện của tiếng Trung đó. Mình sẽ chọn một chuyện. Đây là cái chuyện này, bạn nếu bạn nhìn thấy nó không biết tên chuyện nào cả. Đây là cái bạn có thể dịch chuột phải để dịch sang tiếng Việt nếu cho nó đang dịch chuyện có không. Thì bạn sẽ nhìn tên chuyện để bạn chọn để tải xuống. Ví dụ mình chọn một cái đại loại nhảy đi. Đây cái đang đứng đầu tiên đấy nhá. Bạn chuột phải vào và bạn mở chuột phải vào và chọn sao chép để chỉnh kết. Hoặc nhấn thẳng A, nhấn vào chuyện đó. Thì để
đọc dẫn tải, bạn sẽ nhấn vào chọn hot này này, sau đó chọn cái hot cho ngày ba đấy và nhấn vào cái lúc để có dẫn tải chuyện này, thì ngoài sẽ có một cái thông báo hiện lên cho bạn. Thì bạn nhìn nhá, nó sẽ yêu cầu đầu tiên là truy cập trang này, mình đã truy cập trang rồi và nhấn vào một linh chuyện này, mình đã nhấn linh chuyện rồi, sau đó mình sẽ sao chép địa chỉ ở thanh địa chỉ, đây là thanh địa chỉ này các bạn có thể nhìn thấy đó, chọn tất cả và thực hiện sao chép. Bước thứ hai đó là đường dẫn có dạng này, bạn nhìn thấy không, phải là www này, http://www.chevaeva.com.xs, sau ID chuyện đó, như ví dụ ở đây chuyện này, sau link hai này, ok sẽ dán vào. Vậy đây link nó giống với cả trong một phần dẫn rồi, bạn nhìn thấy không, đó http://www.chevaeva.com.xs đó, phải giống như trong phần ví dụ nhé. Sau bạn nhấn tải xuống thì tốc độ tải nó bị dẫn xếp vào, tôi sẽ thực hiện ghét xuống. Và bạn nhìn thấy khi mà thấy thông báo các cái tên chương, tên của chương truyện nó nhảy ở trên phần trạng thái này thì có nghĩa là cái hot nó hoạt động bình thường. Còn nếu như bạn nhìn thấy nó vẫn chạy là trên 27/998 chẳng hạn, 88 chẳng hạn, nhưng mà lại bên trên bên cạnh này lại không có cái chữ nào cả thì có nghĩa là hot đang quá tải. Thì cái hot tức là cái trang này nó nếu như mình truy cập quá nó sẽ không phản hồi kịp, thì bạn phải đợi lúc sau bạn tải xuống. Đây mình sẽ đợi thực hiện để tải xuống. Trong quá trình tải đợi thì mình sẽ thực hiện tải cái phần mềm Quick Translator xuống. Thì cái này mình up trên cái hot Medify layout của mình. Thì nữa mình sẽ để link bên dưới cho bạn sau. Thực ra cái bản ở trên có thể tìm cái dữ liệu cũng được, mà nó có khá nhiều bản và cái bản mới nhất thì không rõ cho mình, nhưng bản mình tìm được thì nó bản 13 thì cũng tạm thời gọi là bản mới nhất mà cũng dừng ở đó, cái bản này không phát triển thêm, có lẽ đến đây nó hoàn thiện rồi. Đây chính là link của tool đó, nên mình sẽ để cái link này ở dưới của video, bạn dán chữ tool đây là link. Cái công cụ này khá nhẹ, nó chỉ có gần sắp xỉ 10 mb thôi. Bạn nhấn start download, okay, đã download xong. Thì trong quá trình đợi cái này tải xong thì mình sẽ tự giải lại lên công cụ đó. Sẽ mở một folder trong cái internet download manager. Đây là cái file mình vừa tải xuống, để tiện giải lại chụp file vào đó. Sau đó chọn extract to here, extract here, với file nào nén các bạn để giải lại tại đây. Đó, thì ta đang mở thêm một folder Quick Translator 2013-06-17, có nghĩa là ngày cuối cùng cũng là đó. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái tool đó là Quick Converter dành cho cái convert đó. Còn ai muốn dịch thì họ sẽ dùng cái công cụ dịch là Quick Translator riêng. Đây mình làm nhanh thì mình sẽ dùng công cụ Quick Converter. Mình sẽ mở chương trình lên ra giao diện của nó. Và đây là giao diện khởi động của mình tại đây thôi. Nhanh thì bạn chờ cái phần định dạng output, bạn chỉ cần quan tâm đến đoạn này. Đó là cái chọn dạng viết phrase một nghĩa cho thông tả. Còn các cái công cụ khác thì nếu bạn là người dịch bạn sẽ quan tâm, còn ở đây mình để đọc ở đây thôi, để chọn phần này. Mình làm nhanh được. Ok, đã sắp tải xong chuyện này. Trong quá trình tải mình có bỏ qua một ít, bởi vì thời gian tải khá là lâu, tầm khoảng 3-5 phút thì được. Ok, sau tải xong thì mình sẽ mở cái gục chiếu ra. Cho mình vẫn lưu chiếu đi. Còn các bạn đi ở đâu thì bạn mở từ đó. Thế đây là cái file mình tải xuống, có dung lượng là 8.69 MB. Đây là cái file cho em bạn mở trình duyệt, nó bằng tiếng Trung toàn bộ. Và tất nhiên là bạn không biết tiếng Trung thì đọc, còn không biết thì đây, đây cái file cho em của chúng ta, chúng ta đi vào text. Ok, có những cái file sẽ là ảnh thì tôi sẽ không biết ảnh thôi. Rồi bây giờ mình thực hiện convert cái sang tiếng Việt. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái tên bất kỳ, tên là trang chẳng. Sau đó mình di chuyển cái file HTML vừa tải xuống, bỏ chỗ đó.
Xong mở tục đó ra và thì em đổi tên cái file này. Và các bạn lưu ý, như các máy các bạn bình thường sẽ không được nhìn thấy cái đuôi HTML này đâu. Thì để tiện thì bạn nhấn vào cả ở trên cái cửa sổ của cái Explorer này, Windows Explorer này, bạn nhấn vào file, chọn vào cái trên folder and search option đó, và nhấn vào phần view, quantum view, bạn bỏ tích cái high extension for glorious file size đó, bỏ tích ra, cho nhấn ok thì nó sẽ mới hiện ở cái đuôi tên của cái đuôi file này. Sau nhấn F2 và đổi tên đó, chụp lại và thực hiện đổi tên đó, và sửa cái đuôi .html thành tt, bởi vì cái tool dịch kia nó chỉ đọc được file tt, nên chúng ta sẽ phải thực hiện đổi sang cái tt này. Sau mình mở lại cái quick converter, ở đây có thứ một nguồn, mình sẽ chọn những cái đường dẫn của tool này, mình sẽ nhấn vào props và mình chọn nổi d cái đường dẫn của chance. Ok, thì cái mục đích bạn để nguyên, không cần phải chỉnh, nếu bạn muốn chỉnh nó khác thì bạn có thể chuyển. Và cái định giá output đây thì bạn nhớ chọn là viết máy một nghĩa cho đồng giá, chúng ta đồng giá. Ok, chọn nhấn run thì cái phần mềm sẽ thực hiện dịch tốc độ nhanh hay chậm tùy tốc độ của máy của bạn. Như bình thường cái chuyện này ở 9.000 chương với tốc độ máy của mình đó là 2.1 GHz, thì mất khoảng 1 phút đồng hồ để thực hiện convert xong. Mình sẽ bỏ này. Ok, nhà này phần mềm tiêu phí mất khoảng 1 phút 02 giây để thực hiện convert xong. Sau khi xong, chúng ta sẽ được cái file ở trong thư mục quick converter, nó tên cũng giống như tên file bên ngoài này, chấm như thế. Bây giờ chúng ta sẽ hiện đổi tên lại thành cho tên em đó, và nhấn yes, các bạn nhấn yes. Sau mình sẽ mở lại trình duyệt thì người ta sẽ được cái file, nó là tiếng Việt bao nhiêu đó. Nhưng mà lúc này khi nhấn vào cái link chương này thì nó lại không chuyển đó, nó lại không chuyển đấy, thì chúng ta phải thực hiện sửa này, bởi vì cái tool kia nó sẽ đọc cái file HTML mà nó bị lỗi, nó sẽ cắt mất đó. Này tách chúng ta đọc này, nói chung đọc cũng tạm được, nó theo văn phòng không nốt đó. Ok, đây mới thực hiện sửa cái lỗi mình nhấn vào link mà không nhảy này. Thực ra thì mình phải để cái link này để lát nữa chúng ta sẽ làm cái ebook VLC cho nhanh. Ok, thì đọc này, đây mình sẽ sửa cái file này, mình sẽ open cho file này, mình quit, chỉ chọn ở đây chưa có cái đấy cả, chưa có mua được cả, mình chọn chữ n nào và hoặc là a được ạ, thì nó hiện lên cái cửa sổ để bạn chọn. Ở đây thì bạn có thể mở bằng cái công cụ Notepad của Windows. Ok, bạn mở ra, phần mềm này nó sẽ hơi lag một chút, bình thường mình sẽ không dùng công cụ này, mình sẽ dùng công cụ Notepad cộng cộng kia, nó nhanh hơn. Ok, cái phần mềm nó lốt vào, cái nút tách ở đây nó rất là nhiều, có thể lên 10 đến 100 triệu ký tự, không có sợ cũng không hề nhỏ chút nào. Đó, thì bạn để ý thăm cái bài đăng này trên cái diễn đàn của mình. Mình xem tiếp theo phần làm VLC và HTML, thì cho mình sẽ làm nhanh thôi, mình sẽ bỏ qua bước cài đặt, bởi mình cài đặt rồi nên mình sẽ điện làm luôn đó. Để sửa cái lỗi đó thì bạn nhảy vào đây, mình sẽ thực hiện là thay thế với tìm kiếm. Bạn nhìn đây, các bạn chuột phải và ở đây có cái công cụ chữ này HRF bằng thăng không này, và dấu cách thì bạn chuột phải, bạn nhấn chuột và bạn kéo cái này, kéo cái dấu cách này và cần thức copy, sau bạn nhấn vào công cụ edit, prepress, thay thế đó, cả thay thế với từ người, và bạn thay thế bằng cái dấu hay nháy kép này, đóng hoặc nhỏ đó. Lưu ý đằng trước có dấu cách nhé, phải bỏ dấu cách này này, mục đích chúng ta là xóa dấu cách này đi, sau nhấn vào replace all đó, đợi một chút nó sẽ thành cái thay thế, dùng notepad nó sẽ hơi chậm một chút, các bạn có thể dùng các công cụ tách chờ khác để mà nhanh hơn. Nhưng gợi ý đây thì dùng cái notepad cộng cộng đấy nha. Ok, đã thay thế xong. Sau thế thay thế xong thì bạn thực hiện new file đã. Chuyển file, mở file, save as. Bởi vì khi bạn nhấn save nó sẽ yêu cầu bạn, chúng ta đây có tiếng Việt này bạn nhé, mặc định cái notepad nó sẽ new cái định dạng không có tiếng Việt, nên bạn nhấn vào save as cho mình. Đó, và chỗ encoding này các bạn chọn là UTF-8 nhé, và nhấn save, yes,
Nhưng mà chúng ta sẽ quay lại trình duyệt vào cái file vừa nãy đấy. Đây, cái file hiện tại chúng ta vừa sửa lại. Mở lại này. Và nhấn vào đây. Đó, thì lúc này link đã thực hiện chuyển qua rồi. Ok. Này, các bạn nhấn vào link nó sẽ thực hiện chuyển qua. Chuyển qua trước đó. Đây mình sẽ thực hiện chuyển file này thành Facebook. Các bạn sẽ tìm nhấn vào Start và gọi là công cụ Ruby VLC Bucket Creator. Thì hướng dẫn cài đặt ở trong cái video 2 đấy đã làm rồi. Các bạn đi xem, mình sẽ đến lên video này 2 ở ngay cái đoạn khi mà đến đoạn phát cái lượng này. Đó. Ở đây các bạn nhấn vào cái HTML document và nhấn vào phần Choose Files các bạn. Nhấn vào Prompts và chọn hướng dẫn đến cái file HTML của chúng ta. Như thì cái file nó ở trong tiêu mục 4D tiêu Charts ở Quick Converter. Đó, cái file 1.62. Sau đó nhấn nhấn vào này, encoding là Intel International UTF-8 để hỗ trợ tiếng Việt, nhấn import. Mình quay lại cái trang này, lấy lại thông tin về cái trang đó, về chuyện đó. Vậy là mình thực hiện copy là cái chuyện này. Cái chuyện đầu tiên đó, các bạn nhớ lên, nhớ lại định vị cũ để chúng ta. Thì đây là phần giới thiệu về cái chuyện này. Các bạn cứ copy tiếng Trung đi cho mình. Copy ạ. Sau chúng ta sẽ dùng cái công cụ của Quick Translator. Đó là cái công cụ Quick Translator. Mở ra. Chúng ta sẽ dịch cái đoạn giới thiệu này về chuyện này. Đó. Các bạn nhấn vào cái Translate from Keyboard. Đó. Và tích sang cái cửa sổ Display một đĩa. Chúng ta chỉ có chức năng này thôi. Đây, đây tên chuyện này, tên mình đảm bảo điểm. Cái tên có thể không hay lắm, bọn mình sửa lại sau. Chúng tôi tạo lời mình là nhanh lắm, sẽ bỏ qua luôn. Đây thông tin về chuyện. Còn tác giả thì sau này sẽ đến viên để xem tìm tác giả ở đâu. Quay lại cái phần mềm Mobi Pocket Creator. Các bạn ấy mình có phần cover image, chúng ta sẽ add cái ảnh nó vào. Thì lấy luôn cái ảnh này. Chúng phải là new cái new cái hình ảnh thành. Chúng sẽ để ở ra desktop. Xong cái này này và nhấn vào cái nút add cover image. Và chuyển vào cái tiêu đăng ảnh của lấy. Và nhấn update. Sau đó để thêm thông tin về. Nếu bạn không nhìn thấy cái cửa sổ meta edit metadata này thì bạn nhấn vào view này và tích cái metadata nhé thì nó sẽ hiện ra. Thì đây là tên của ebook. Thì như chúng ta dùng cái công cụ Quick Translator thì tên nó đây là thiên đình đào hoàng điểm không rõ tên của mày không có nhớ lắm không sao bỏ đó. Cái chỗ này là convert nó và chương mình đang hiện mới nhất đó là cái chương mình đang thấy đặt có thời điểm cảm thấy không rõ thì không rõ còn người tạo đây thì gọi là và đây cái phần mô tả này thì chúng ta sẽ copy lên mô tả đó copy cho tôi xem nhé sau đó vào đây và phần description này ok rồi sau đó nhấn vào nút update sau đó chuyển vào tab build để chúng ta sẽ tạo được ebook. Ở đây có hai lựa chọn là phần lựa chọn nén và cái lựa chọn mã hóa thì mặc định chúng ta để mặc định cho nhanh còn nếu ai mà muốn file nó file PLC nó nhỏ thì tích vào cái high compression thì file sẽ nhỏ rất nhiều. Mình sẽ nhấn view luôn. Nó sẽ nén rất nhiều. Còn nếu bạn nào để high compression rất là lâu, có thể mất đến hàng chục phút. Tất cả link của công cụ sử dụng mình sẽ để ở trong dưới bên dưới video nên sẽ không cần phải đi tìm đâu cả. Nếu mình có đăng bài thì sẽ ở ngay dưới bài viết. Đây. Sau khi view sau, chúng ta sẽ mở nhấn ở đây nó mặc định cái tùy chọn nó mở luôn thì mình dần nhấn ok. Đó. Thì bạn có thể copy file này đây là tiếng Việt thiên đình
thể mở bằng cái file PC bằng cái phần mềm MovieCommet, Pocket Jitter hoặc là Copsan trên điện thoại Android hoặc iOS, đọc với phần mềm Kaiser thì mình hay dùng phần mềm đó hơn. Đó, thì chúng ta cái chuyện tập vấn đề này, chuyện này. Nói chung cái văn phòng đó cái chuyện con nước, còn nếu bạn có thời gian thì thực hiện chỉnh sửa lại sau. Có thể học hỏi về cái phần Quick Translator thì các bạn. Đây.